xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 11 năm 2021 về việc bà Nguyễn Phương Hằng đến công an thành phố Biên Hòa làm việc. Sáng 25 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến đội điều tra tổng hợp công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm việc về việc tố giác bà Đậu Ngọc Diệp có hành vi vu khống bà trước đó. Trên YouTube có xuất hiện tài khoản Diệp Đậu tên thật là Đậu Ngọc Diệp đăng tải nhiều clip liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, cho rằng bà Diệp vu khống, nhục mạ, bà Hằng đã tố giác đến công an thành phố Biên Hòa. Nhận đơn tố giác, công an thành phố Biên Hòa đã mời bà Diệp lên làm việc. Theo bà Diệp, cách đây một tuần, bà đã làm việc với công an thành phố Biên Hòa liên quan đến việc bà Hằng kiện bà vì bà nói thế nào cũng xảy ra sự cố ở Đại Nam bởi vì bình oxy không đạt tiêu chuẩn. Ngày 24 tháng 11, bà Hằng đăng trên tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Phương Hằng với nội dung kẻ đánh phá nhà máy oxy và kêu gọi bạo động đây quý vị, kèm theo giấy mời của công an thành phố Biên Hòa mời bà lên làm việc. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.